Trên thế giới, thêm tiểu bang Mỹ loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ. Israel không kích Syria. Tư lệnh Hà Lan cảnh báo cuộc chiến với Nga. Ý hứng chịu gần 380 hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Việt Nam, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Giá vàng nhảy múa liên tục, một khách hàng mua 88 lượng để tích trữ. Bác sĩ bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của người bệnh tâm thần. Phạt 20 năm tù với cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc. Hải ơi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 29 tháng 12 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là các thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Thêm tiểu bang Mỹ loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ. Theo Reuters, Sena Pelosi, tổng thư ký tiểu bang Maine và thành viên Đảng Dân Chủ hôm ngày 28 tháng 12 tuyên bố loại ông Trump khỏi phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ năm tới sau hành động tương tự của Colorado. Quyết định được đưa ra ngay sau khi mà một nhóm nghị sĩ tại Maine cho rằng ông Trump nên bị loại khỏi phiếu bầu dựa trên mục 3 tô chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ cấm các công chức giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn. Quyết định này chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào tháng 3 năm 2024, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc tháng 11 năm 2024 và gây thêm áp lực lên Tòa án tối cao Mỹ để giải quyết những thắc mắc về tư cách hợp lệ của cựu Tổng thống trên toàn quốc. Ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên Tòa Thượng thẩm của tiểu bang và Tổng thư ký Pelosi cũng hoãn thi hành quyết định cho đến khi mà Tòa đưa ra phán quyết. Cựu Tổng thống hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận với cách biệt lớn trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ở mặt khác của chiến trường, Israel không kích Syria. Bộ Quốc phòng Syria hôm ngày 28 tháng 12 thông báo rằng Israel đang tấn công các vị trí ở ngoại vi thủ đô Damascus và miền nam Syria, dường như nhắm vào sân bay cùng trận địa phòng không của nước này, đồng thời cho biết không có thương vong trong vụ tập kích. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria SOSR có trụ sở tại Anh cho biết Israel đang không kích một trận địa phòng không ở tỉnh miền nam Sweida và vị trí gần sân bay quốc tế Damascus. Sân bay quốc tế Damascus gần đây đã nhiều lần bị Israel tập kích. Vài giờ sau khi mà Syria nối lại các chuyến bay ở cơ sở này vào tháng 11, Israel đã tiếp tục tấn công và buộc sân bay phải dừng hoạt động tới nay. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin trên. Israel trong khoảng một thập kỷ vừa qua đã mở hàng trăm đợt không kích nhắm vào các mục tiêu tại Syria, song hiếm khi xác nhận hoặc công bố chi tiết. Israel coi các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria, trong đó có nhóm Hezbollah, là kẻ thù và tuyên bố sẽ tìm mọi cách ngăn Tehran tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. Sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, Israel đang tăng cường đáng kể tần suất tấn công vị trí của Hezbollah ở Liban và Syria. Tư lệnh Hà Lan cảnh báo cuộc chiến với Nga. Vào hôm ngày 28 tháng 12, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Quốc gia Hà Lan Trung tướng Martin Guinin cảnh báo rằng nước này cần khẩn trương sẵn sàng đối mặt với thách thức an ninh do Nga đặt ra. Ông nhận định Amsterdam nên tăng cường sức mạnh quân đội và giúp xã hội thích ứng với những khó khăn tiềm ẩn của chiến tranh. Tướng Hà Lan cũng phán đoán rằng sau khi mà xong việc với Ukraine, Moscow được cho là sẽ có âm mưu đối với các nước vùng Baltic, các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã gia nhập NATO và EU. Theo tờ The Telegraph, ông Guinan cũng mô tả quân đội nước này đang bị tê liệt vì cắt giảm ngân sách. Tờ báo cũng cho biết Hà Lan, quốc gia đã bãi bỏ chế độ cưỡng bách tòng quân vào năm 1997, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Ông Guinan cảnh báo rằng quốc gia của ông không đủ khả năng chịu được bất kỳ thương vong nào trên chiến trường. Hà Lan là một trong những nước ủng hộ nhiệt tình nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Và đầu tháng này, thì Thủ tướng Mark Rutte đã thông báo rằng chính phủ của ông đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển giao 18 chiếc máy bay F-16 đầu tiên đến Kiev. Còn phía Moscow khẳng định họ chưa bao giờ đề cập đến kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào. Nước này chỉ nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh tiếp tục cung cấp quân sự cho Kiev khiến họ trở thành các bên tham gia vào cuộc xung đột trên thực tế và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Ý hứng chịu gần 380 hiện tượng thời tiết cực đoan. Báo cáo của Tổ chức Môi trường Ligamester ngày 28 tháng 12 cho biết trong năm 2023,
nước Ý đã ghi nhận 378 hiện tượng thời tiết cực đoan, tăng 22% so với năm ngoái. Các hiện tượng này bao gồm nắng nóng gay gắt, hạn hán, mưa đá, lũ lụt, lở đất, v.v. Còn theo Hiệp hội Nông nghiệp Codiresti, trung bình mỗi ngày quốc gia châu Âu này đang hứng chịu hơn 9 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Và ước tính, thời tiết cực đoan gây thiệt hại khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ về cây trồng và cơ sở hạ tầng nông nghiệp và khiến 31 người thiệt mạng. Miền Bắc nước Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà hứng chịu tới 210 hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong năm nay, phần lớn châu Âu đã trải qua mùa hè khô hạn kéo dài. Tuy nhiên, nước Ý thường chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do có đường bờ biển dài và hai mặt giáp biển. Dữ liệu khí tượng cũng chỉ ra rằng 2023 sẽ trở thành năm ấm nhất được ghi nhận tại quốc gia châu Âu này trong hơn 150 năm qua. Chuyển qua phần tin tức tại Việt Nam. Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Thưa quý vị, câu chuyện xoay quanh xuyên Việt Oi và hàng loạt quan chức bị điều tra tạm giữ về tội nhận hối lộ do những khoản thu chi thiếu minh bạch liên quan tới thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Thì những ngày gần đây, chủ đề này đang ngày càng nóng dần và thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cụ thể, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn tiếp tục giảm 50% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cụ thể, xăng trừ ethanol sẽ có mức thuế 2.000 đồng mỗi lít. Các loại nhiên liệu bay như là dầu diesel, dầu nhờn, mỡ nhờn đều có mức thuế 1.000 đồng mỗi lít. Riêng với dầu hỏa có mức thuế là 600 đồng mỗi lít. Như vậy, chính sách giảm thuế thực hiện hết năm 2024. Đến năm 2025, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn sẽ trở về mức trần là từ 1.000 đến 4.000 đồng mỗi lít. Giá vàng nhảy múa liên tục, một khách hàng mua 88 lượng để tích trữ. Thưa quý vị, sau khi giảm sâu còn 74 triệu đồng mỗi lượng vào sáng hôm nay, ngày 29 tháng 12, thì giá vàng miếng SJC bất ngờ bật tăng trở lại lên mức 77 triệu đồng mỗi lượng vào đầu giờ chiều nay. Giá mua vào cũng tăng lên mức 74 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, thì tại công ty SJC, vàng miếng SJC bán ra được niêm yết là 76 triệu đồng mỗi lượng, giá mua vào là 73 triệu đồng mỗi lượng. Tại công ty BNG, giá vàng miếng SJC bán ra là 77,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào là 74,1 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra là 3 triệu đồng. Tại vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC bán ra là 75,6 triệu đồng mỗi lượng, mua vào là 71,6 triệu đồng mỗi lượng. Hiện thì giá vàng vẫn đang có nhiều biến động khó khăn. Dù vậy, việc giá vàng bất ngờ bật tăng trở lại so với buổi sáng khiến những người bán vàng sáng nay tiếc ngẩn ngơ, trong khi những người đánh liều mua vàng sáng nay lại lãi đến 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài tiếng. Và dương trong sáng ngày hôm nay, khi thấy giá vàng có xu hướng giảm mạnh so với những ngày qua, thì một khách nữ tại Hà Nội đã chi mua 88 lượng vàng nhằm mục đích tích trữ, kinh doanh, chứ không lướt sóng. Như vậy, thì chỉ trong vòng vài tiếng, nữ khách này đã lãi hơn 350 triệu đồng. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cũng cảnh báo là giá vàng hiện nay vẫn là một ẩn số. Người dân cần thận trọng khi đầu tư vào thời điểm này. Nếu ngân hàng nhà nước cấp mã QR nhập khẩu vàng thì giá vàng sẽ sập rất mạnh, có khi về vùng giá là 70 triệu đồng một lượng, thậm chí là thấp hơn. Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay tăng nhẹ lên mức 2.068 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương là 60,86 triệu đồng một lượng. Như vậy, sau lần điều chỉnh khá mạnh này, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới từ gần 19 triệu đồng mỗi lượng đã rút ngắn khoảng 13,14 triệu đồng mỗi lượng. Bác sĩ bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của người bệnh tâm thần. Ngày 29 tháng 12, Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk thông tin về vụ việc một bác sĩ đã nhận tiền của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần. Theo báo cáo, vào khoảng 12 giờ 50 ngày 27 tháng 12, một bác sĩ 36 tuổi, bác sĩ điều trị thuộc khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu tại bệnh viện đã bị công an bắt quả tang nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần để được cấp số điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng. Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, công an tiếp tục đưa ông Lại Thái Công, trưởng khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu thuộc bệnh viện tâm thần lên xe rời khỏi bệnh viện. Với lý do, ông Công là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động của khoa khám bệnh và hồi sức cấp cứu. Phạt 20 năm tù với cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Ngày 29 tháng 12, sau hơn 3 giờ xét xử, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung, nguyên là Thượng úy, Sĩ quan Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mức án 20 năm tù về tội bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo hội đồng xét xử, do đầu tư tiền ảo nên anh Trung đã vay nợ số tiền hơn 6 tỷ đồng. Khi bị thúc ép, bị cáo đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Và trong chiều ngày 13 tháng 8, người này đã xuống Hà Nội đi lòng vòng nhiều nơi, xác định địa điểm ở quận Long Biên để thực hiện hành vi trộm cắp vì nghĩ đây là khu đô thị lớn, nhiều nhà có điều kiện, song kế hoạch không thành, bị cáo lái xe về nhà. Hôm sau, Trung tiếp tục quay trở lại Hà Nội và nảy sinh ý đồ bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đòi tiền chuộc. Và chiều cùng ngày, khi quay lại khu đô thị Việt Hưng, Trung đã gặp bé trai 7 tuổi đang đạp xe tại tuyến đường nội khu nên xác định đây sẽ là con mồi. Trung đã bắt cháu bé lên xe ô tô và dùng dây trói tay người cháu bé vào ghế phụ phía trên cửa xe. Sau khi mà hỏi nạn nhân biết được số điện thoại của mẹ cháu, Trung đã gọi điện thoại và đe dọa đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Do gia đình chuẩn bị được tổng là hơn 13 tỷ đồng, 6 tỷ đồng và 300.000 đô la Mỹ, nên mẹ bé đã xin Trung cho trả số tiền trên và bị can đồng ý. Đêm hôm đó, mẹ nạn nhân đã điều khiển ô tô theo chỉ dẫn của Trung về khu công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam. Tại đây, gia đình đã giao tiền, còn Trung trả lại bé trai. Khi Trung lên xe bỏ trốn thì bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!